kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ký ức người dân Lâm Đồng với ngày giải phóng. Đà Lạt nhiều dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du khách và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Xây dựng thương hiệu nho vàng Ninh Thuận. Liên thế hệ giúp nhau cùng phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 4, 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành biểu tượng của chiến thắng. Vào ngày này cách đây 44 năm, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất, non sông thu về một mối, rợp trời cờ hoa, ngập tràn nụ cười và nước mắt của niềm vui chiến thắng. Và từ đó cứ mỗi độ tháng tư về, một không khí rạo rực thiêng liêng mừng ngày chiến thắng dâng lên khắp các phố phường, khắp các buôn làng trên đất nước Việt Nam yêu dấu. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 bao gồm 3 chiến dịch chính. 3 đòn tiến công chiến lược là chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 3 1975, ta nổ súng tiến công Buôn Mê Thuột. Ngày 17 tháng 3 1975, địch rút chạy hoàn toàn khỏi Bắc Tây Nguyên. Ngày 26 tháng 3 1975, ta giải phóng Huế. Ngày 29 tháng 3 1975, Đà Nẵng được giải phóng. Ngày 24 tháng 4 1975, ta đập tan phòng tuyến Xuân Lộc của địch, mở toang cánh cửa hướng đông tiến vào Sài Gòn. 17 giờ ngày 26 tháng 4 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu và 11 giờ ngày 30 tháng 4 1975, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, dinh Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Báo hiệu chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu toàn thắng, sự nghiệp giải phóng miền Nam toàn thắng. Chỉ trong vòng 55 ngày đêm, với nhịp độ thần tốc, quân và dân ta với sức mạnh tổng hợp quân sự và chính trị đã đánh tan lực lượng quân sự hơn 1 triệu quân và toàn bộ bộ máy chính quyền Sài Gòn. Đây không chỉ là chiến thắng vĩ đại kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, kết thúc 30 năm chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là chiến thắng lẫy lừng nhất trong lịch sử dân tộc. Một lần nữa, sức mạnh Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã lại ngời sáng khi một Sài Gòn được tiếp quản hầu như nguyên vẹn, một Sài Gòn trưa 30 tháng 4 ngập tràn sắc đỏ của rừng cờ, rừng hoa, mừng ngày vui đại thắng. Chiến thắng 30 tháng 4 1975 mãi mãi là nguồn động lực tinh thần bất diệt, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sức mạnh cho đất nước ta, dân tộc ta vẫn bước trên con đường phát triển hướng tới một tương lai tươi sáng, nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 44 năm ngày đất nước thống nhất, những hình ảnh về ngày giải phóng miền Nam luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Với mỗi người dân tỉnh Lâm Đồng cũng vậy, những câu chuyện về ngày 30 tháng 4 năm ấy luôn sống mãi với thời gian, để các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng của cha ông để bảo vệ chủ quyền độc lập, ra sức xây dựng quê hương. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi độ tháng tư về, những ký ức về thời hoa lửa, về quá khứ hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến giành độc lập, đặc biệt khoảnh khắc đồng chí đồng đội tiến vào Dinh Độc Lập lại khiến cho cựu chiến binh Nguyễn Hữu Ngọt ở thành phố Đà Lạt có cảm xúc rất đặc biệt. Mặc dù không trực tiếp cùng đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, nhưng thời điểm đó ông cùng với các đồng đội được phân công tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình Thuận, quân khu 6 cũ để hỗ trợ chia lửa cho chiến trường miền Nam. Nói rằng khi nghe những cái tin chiến thắng liên tục dồn dập, phải nói rằng cái tâm trạng của ai cũng rất là vui, rất là phấn khởi, đặc biệt là rất là tự hào về những cái chiến thắng của quân và dân cả nước trước, tức là quân thù, và cái niềm mong mỏi, cái mục tiêu duy nhất mà khao khát chờ đợi đó là khi tham gia bộ đội thì cũng đều mong có cái ngày chiến thắng non sông được liền và dài, Tổ quốc tức là được thống nhất, hòa bình được lột lại, và những người lính và cũng như là toàn dân tộc bớt đi cái sự hy sinh đổ máu, và những người lính thì cũng có nhiều cơ hội và được dịp tức là trở về đoàn tụ với gia đình, với quê hương. Cho nên là cái mong mỏi, cái khát khao của những người lính cũng nằm chung cái niềm khát khao chung của toàn dân tộc. Trong những ngày đất nước rộn ràng niềm vui, trong mỗi chúng ta luôn dậy lên niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà đỉnh cao là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sự vẻ vang đó đến nay luôn được các thế hệ tiếp nối, ra sức cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
44 năm đã trôi qua. Tuy nhiên, những bài học về chặng đường lịch sử dân tộc, về những thời khắc quan trọng, quyết định đến thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường chinh của dân tộc hôm nay vẫn luôn được các thế hệ trẻ lưu giữ và phát huy. Cả dân tộc ta, cả hai miền Nam Bắc đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại trong suốt 30 năm từ sau ngày giành được độc lập ngày 29/5/45, trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp và cuối cùng là chúng ta bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ trong 21 năm liên tục, và cuối cùng chúng ta đã tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và để thỏa nguyện một cái mong ước lớn lao của Bác Hồ và của cả dân tộc chúng ta. Thì chiến thắng đó trước hết là nó đã kết thúc một cái cuộc trường chinh vệ quốc rất vĩ đại của dân tộc. Và hôm nay chúng ta có thể nói là chính chiến thắng đó đã mở ra một cái cơ hội, một vận hội rất lớn để dân tộc ta lớn mạnh và đi lên như hôm nay. Dân tộc Việt Nam đúng là một dân tộc hào hùng, không chỉ có đoàn kết. Ở bên cạnh đó thì có rất là nhiều người vị tướng tài giỏi đã lãnh đạo cuộc kháng chiến với những chiến thắng gọi là rất là to lớn để góp phần lập cho đất nước. Thông qua đây thì em thấy được là sự hy sinh và có khi là đổ máu của những anh hùng này thì tụi em càng phải học tập tốt hơn, trau dồi hơn để xứng đáng với những sự hy sinh của cha ông. Lời bài hát vang lên không chỉ trong mùa xuân năm ấy mà đến nay vẫn rạo rực khí thế, tạo nên nguồn cảm hứng trong ký ức mỗi người con đất Việt. 44 năm kể từ ngày đất nước thống nhất và những hình ảnh khí thế hào hùng năm xưa của đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn trong ngày vui đại thắng thống nhất hai miền Nam Bắc vẫn mãi mãi là niềm tự hào, là ký ức không thể nào quên của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, Đà Lạt nhiều dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du khách và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Không chỉ với hồ Xuân Hương thơ mộng trái tim của thành phố ngàn hoa, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng thu hút đông đảo khách tham quan thưởng lãm. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự tại Hồ Than Thở và Ga Đà Lạt. Hòa mình vào không khí rộn ràng của những ngày lễ, tại ga xe lửa Đà Lạt đã đón trên 18.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Với kiến trúc cổ độc đáo, cùng hệ thống đường ray và đầu máy răng cưa cổ, ga xe lửa Đà Lạt là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn và nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Hôm nay là lần đầu tiên mình đến Đà Lạt ạ. Lý do là bởi vì mình đi tuần trăng mật ạ. Ở đây cái không khí nó mát mẻ, với lại có nhiều điểm tham quan cũng đẹp nên là lựa chọn đến đây. Hôm nay đi ga tàu lửa, mình thấy là nó khác so với những cái ga mà mình đã từng đến. Cái màu sắc nó đẹp hơn. Và có thể chụp hình đẹp. Mình thấy không có bị chặt chém gì, thức ăn ngon mà rẻ. Khu du lịch Hồ Than Thở, một trong những điểm di tích lịch sử cấp quốc gia, những ngày nghỉ lễ vừa qua đã thu hút hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan tại đây. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mộng mơ và sự đầu tư nhiều khuôn viên mới lạ, tiểu cảnh hòa độc đáo, nên lượng khách du lịch đến tham quan tại Hồ Than Thở chắc chắn sẽ còn tăng mạnh trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Nghe nói Đà Lạt mộng mơ, thích đến đây để du lịch, để cảm giác nó thoải mái, nhẹ nhàng. Đến đây thì thấy là quan cảnh rất là đẹp, rất là thoải mái, sạch sẽ, nói chung là rất là ok. Với sự chuẩn bị chu đáo của các điểm tham quan nghỉ dưỡng cùng khí hậu mát mẻ trong lành tại Đà Lạt, không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái và thú vị trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, mà còn để lại cho du khách trong và ngoài nước những ấn tượng về một Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch và mến khách. Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác tuần tra phân luồng, phân tuyến, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nên trong những ngày qua của dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt cơ bản được đảm bảo, đặc biệt không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Qua đó giúp cho người dân và du khách có một dịp nghỉ lễ an toàn và ý nghĩa, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay là ngày thứ tư của dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Lượng người và phương tiện tập trung về các điểm khu du lịch để tham quan thưởng lãm vẫn khá đông.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu vực như Trung tâm Hòa Bình, ngã năm Đại học, đường 3 tháng 2 và một số tuyến đường dẫn vào một số điểm khu du lịch, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn. Đặc biệt trong các ngày 27-28 tháng 4, thời điểm cấm một số tuyến đường để phục vụ cho giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31. Tuy nhiên, về cơ bản, tình hình giao thông vẫn được kiểm soát. Mình thấy cũng như các năm trước thôi, năm nay có vẻ đông hơn một tí. Nó cũng không có được thuận tiện như ngày thường thôi, nhưng mà nói chung là vẫn di chuyển được bình thường chứ không phải nổi phải bị kẹt xe không đi được. Giao thông Đà Lạt thì mặc dù nó đông đúc nhưng mà nó cũng khá ổn định, không đến nỗi mà chen lấn hay là giành giật phần đường mà như các nơi khác. Hy vọng tỉnh Lâm Đồng cũng như thành phố Đà Lạt cũng sẽ cải thiện về mặt giao thông cũng như là thiết kế nhiều cái chỗ đổ xe hơn nữa để cho mọi du khách có thể là tiện lợi hơn trong việc mà di chuyển cũng như là có nơi đổ xe thoải mái hơn. Theo Công an thành phố Đà Lạt, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày. Mặc dù lượng người và phương tiện về thành phố Đà Lạt tăng cao, tuy nhiên du khách đến Đà Lạt dàn trải trong các ngày. Nắm bắt được điều này nên Công an thành phố Đà Lạt đã bố trí 100% lực lượng phối hợp cùng với Công an các phường xã trên địa bàn và các lực lượng chức năng, tổ chức điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, chủ động nhắc nhở một số trường hợp người và phương tiện không chấp hành các quy định về luật giao thông như dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, không đội mũ khi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và một số lỗi vi phạm khác. Thống kê trong 4 ngày vừa qua của dịp lễ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, chỉ xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do va quệt nhẹ, rất mừng là không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Thì tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Đà Lạt thì nói chung là lượng du khách đến Đà Lạt nó tăng hơn là ngày bình thường. Trước cái tình hình đó thì lực lượng giao thông chúng tôi cũng đã tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch huy động tất cả các lực lượng từ công an thành phố đến công an các phường thường trực 100% quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thì các cái giờ cao điểm là huy động hết lực lượng tuần tra kiểm soát, cắm chốt điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Từ nay đến hết ngày 1 tháng 5 thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố này cùng với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã tăng cường và cái lực lượng cảnh sát trật tự cũng như công an các phường theo cái kế hoạch đã phân công phục vụ cho cái đi lại cũng như là sinh hoạt của nhân dân cũng như du khách được đảm bảo thuận tiện. Với những giải pháp mà Công an thành phố Đà Lạt cùng với các ngành chức năng triển khai trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, không chỉ giúp người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi và đầy ý nghĩa bên người thân, gia đình và bạn bè, mà còn góp phần quảng bá về thành phố du lịch với sự hiền hòa, thân thiện và mến khách. Thành phố Đà Lạt hiền hòa, mến khách với khí hậu mát mẻ và thiên nhiên xinh đẹp luôn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng trong những dịp lễ. Chính vì vậy, các khu du lịch, các dịch vụ du lịch không ngừng hoàn thiện mình hơn nhằm giúp khách du lịch có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn tại thành phố Hoa. Trong những ngày nghỉ lễ với thời tiết khá thuận lợi, mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên lãng mạn, trữ tình, Đà Lạt tiếp tục là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách gần xa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị kinh doanh, khu du lịch như Đa Tăng La, Cáp Treo, Dinh Một, Vườn Hoa Thành Phố, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, các điểm dã ngoại Thung Lũng Vàng, Hầm Đất Sét đều tiến hành nâng cao chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch. Điều này đã để lại ấn tượng và thiện cảm cho du khách khi đến với thành phố ngàn hoa mộng mơ này. Ngoài ra, các dịch vụ mua sắm lưu niệm cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi hầu hết các mặt hàng rau quả, đặc sản và hàng len, quà lưu niệm không tăng giá so với ngày thường. Thái độ của người bán hàng Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Đây là lần thứ hai em đến đây rồi, tại vì ở khu đây nó rất là mát mẻ, thời tiết thì trời trong lành nữa. Thích rất khí hậu ở đây với lại là phong cảnh nó tuyệt đẹp nữa, rất thích hợp cho các bạn bè hoặc là gia đình đó đến đây. Và lịch trình của mình sẽ chiều nay mình sẽ ghé quảng trường Đà Lạt tiếp và chợ đêm, tại mình thấy ở đó rất là vui nhộn. Đồ ăn ở đây rất là ngon. Em mới mua hộp mứt ở trong chợ đây. Mọi người rất là cũng là người bán hàng rất là dễ thương. Tuy nhiên, với lượng lớn khách du lịch đổ về thành phố Đà Lạt trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này cũng dẫn đến tình trạng ùn tắc tại những tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt.
Cùng với đó là tình trạng khan hiếm phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn, đẩy giá phòng lên cao và lượng rác thải xả ra tại chợ Đà Lạt xung quanh Hồ Xuân Hương quá lớn. Còn về giá cả thì thật sự là có những cái chỗ người ta có nâng giá, nhưng mà tùy thôi, theo mình phải biết lựa chọn thôi. Không chỉ ở Hồ Xuân Hương mà tất cả những cái thác, những cái đồi thì cũng nên được giữ gìn về đường xá cũng như là cái quan cảnh, và rác cũng vậy nữa. Thì mọi người nên giữ cái ý thức chung. Nói chung là nó bất tiện hơn, nếu mà lần sau đấy chắc em sẽ không đi dịp lễ. Tại vì nó đông quá chị, dịch vụ phục vụ cũng không có tốt nữa. Nói chung là mình đi đâu cũng khó khăn hơn. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, Đà Lạt ước đón hàng ngàn lượt khách đến Đà Lạt tham quan. Đây là tín hiệu vui của ngành du lịch Đà Lạt Lâm Đồng. Tuy nhiên, để Đà Lạt tiếp tục là thành phố du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu của cả người dân địa phương và du khách gần xa, cần sự quan tâm phối hợp của các ngành và chính quyền địa phương trong việc khắc phục và giải quyết những tồn tại khó khăn, đặc biệt là nâng cao ý thức kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp, từ đó tạo nên những hình ảnh đẹp ấn tượng về thiên nhiên, văn hóa, con người thành phố ngàn hoa. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: những người mang tiếng hát ra chiến trường, xây dựng thương hiệu nho vàng Ninh Thuận. Chiến tranh đã qua đi, nhưng những chiến tích vĩ đại, trang sử hào hùng của dân tộc ta thì vẫn mãi mãi còn đó. Đại thắng mùa xuân 1975 đã đánh dấu một sự tích sáng ngời của cả dân tộc. Làm nên chiến thắng đó, ngoài các lực lượng chủ chốt thì còn có đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Những người mà chúng tôi nhắc đến sau đây chính là các chiến sĩ phản công. Chiến sĩ văn công hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa đã có dịp gặp nhau. Họ cùng hát vang bài Bước chân trên dải Trường Sơn, ôn lại kỷ niệm thời chiến khó khăn gian khổ nhưng cũng đượm nghĩa tình đồng đội, và tưởng nhớ lại những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Còn bây giờ hát những cái bài ấy thì chúng tôi lại như sống lại của cái thời trai trẻ của mình ngày xưa ở Trường Sơn, và sống lại với những kỷ niệm. Đồng thời bây giờ thì hát nó cũng có những niềm vui nhưng vẫn có những nỗi buồn. Vì thực ra từ với hơn 2 vạn liệt sĩ Trường Sơn, trong đó có rất nhiều đồng đội của tôi. Nhiều khi đứng không hát được, bởi vì là hôm trước còn tiện chân các anh đi chiến đấu, hôm sau thì các anh cũng đã bị thương. Thương đồng đội của mình nhưng mà không biết làm thế nào được. Vẫn cứ phải cố gắng đứng bên cạnh giường của các anh để hát, hát bằng hết sức của mình. Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường, những nghệ sĩ này đã đem lời ca, tiếng hát hào sảng, vang xa của mình đến từng mặt trận, đến từng chiến sĩ và đến cả với đồng bào ở hậu phương, tạo thêm động lực, thúc giục, cổ vũ tinh thần chiến đấu. Luôn là ký ức không thể nào quên với những người văn công ấy. Thì đúng ngày 30 tháng 4 thì là đơn vị đội văn công Trường Sơn là hành quân xuống Buôn Mê Thuật. Thế thì vào thị xã Buôn Mê Thuật, thế về đấy rồi trong cái không khí ngày giải phóng thì rất là vui mừng và phấn khởi lắm. Trở về sau chiến tranh, những người chiến sĩ văn công này đã cùng các hạt nhân văn nghệ từ đoàn văn công Trường Sơn và các sư đoàn, binh trạm trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, tham gia câu lạc bộ văn nghệ Trường Sơn do Ban Liên lạc Toàn quốc Bộ đội Trường Sơn thành lập năm 2003. Chúng tôi rất là khâm phục tất cả những cái người đã đi trước và đã tiếng hát áp tiếng bom, và mình bây giờ thì cũng rất là tự hào và hết sức là cố gắng ba cái tiếng hát của mình để phục vụ cho các cái thế hệ mai sau. Có lẽ không một quốc gia nào trên thế giới có một thứ vũ khí bảo vệ từng tấc đất, biển trời của Tổ quốc đặc biệt như ở Việt Nam. Mỗi khi những lời ca, tiếng hát của các chiến sĩ văn công cất lên là một lần tiếp thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Những lời ca, tiếng hát ấy đã lấn át mọi vũ khí hủy diệt của quân thù, góp phần hun đúc ý chí, tôi luyện quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và tạo nên mùa xuân đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Trái nho Ninh Thuận từ lâu đã là sản phẩm đặc trưng của vùng đất nắng gió khô cằn. Trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc cây nho chỉ còn diện tích vài trăm hecta trên toàn tỉnh. Với tình yêu với loại cây đặc trưng của quê hương, nhiều người nông dân đã gắn bó với cây nho và làm ra nhiều sản phẩm từ cây nho, đã được thị trường chấp nhận. Nhưng ngành nho Ninh Thuận chỉ mới đáp ứng rất ít nhu cầu của thị trường trong nước, chưa xứng với tiềm năng sẵn có. Vườn nho này được trồng chỉ để làm nguyên liệu sản xuất rượu vang. Loại nho này rất khác biệt, có vị chua chát. Khi chín có màu tím đen, trái chỉ bằng 1/3 loại nho thường, được trồng phổ biến ở Ninh Thuận. Những vườn nho như thế này là nơi cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất rượu vang trong tỉnh và cả ở Đà Lạt. Bản thân mình cũng sử dụng rất là nhiều các loại vang. Cứ nghĩ rằng là nó làm từ cái quả nho mình hay ăn ấy. Nhưng khi mình vào đây thì mình thấy được rằng là đây cái loại nho ở đây rất là đặc biệt. Từ nho này là nó không hạt và nó ép thì nó làm chuyên về rượu vang. Đã hơn 40 năm gắn bó với nghề, ông Ba Mọi có thể nói là người đầu tiên tạo dấu ấn trong ngành nho vang ở Ninh Thuận. Mô hình kinh tế của gia đình ông khá khép kín, từ việc trồng nho ăn trái kết hợp với du lịch cho đến trồng nho vang và cho ra đời nhiều sản phẩm từ nho. Bản thân của tôi mà làm ra chỉ khẳng định được thế thôi. Còn cái sự phát triển thì chắc chắn cần những nhà đầu tư. Tại vì từ cái xây dựng cái vùng nguyên liệu cho tới xây dựng cái cơ sở mà sản xuất vang, nó cần phải đòi hỏi về hệ thống tài chính cũng như là những cái chuyên môn cần thiết để mà chúng ta có thể làm được. Ngoài gia đình ông Ba Mọi, ở Ninh Thuận có hàng trăm hợp tác xã với quy mô mỗi hợp tác xã tập hợp khoảng 80 hộ nông dân trồng nho, diện tích từ 25 hectare trở lên. Từ đó đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu cho ngành nho vang của Ninh Thuận. Mặc dù các sản phẩm từ nho đã phong phú hơn nhưng số lượng còn rất hạn chế, chưa đủ cung ứng cho thị trường. Chúng tôi muốn kêu gọi nhiều doanh nghiệp lớn trong cả nước quan tâm đến Ninh Thuận, đó là đầu tư cái hệ thống chế biến vang theo tiêu chuẩn quốc tế. Phải làm vang sử dụng các cái dòng men malomatic thì nó mới đạt yêu cầu về mặt vang. Ngoài cái việc là quy hoạch, đầu tư vào các cái chương trình dự án phát triển cây nho chất lượng cao, bảo quản, chế biến sản phẩm, chúng tôi mong muốn là các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đi vào cụ thể các cái chương trình, các cái dự án mà trồng nho đủ cái đẳng cấp, đủ cái chất lượng mà đưa cái giá trị cây nho và các cái sản phẩm của nho trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh Ninh Thuận có tiềm năng gần 8.000 hecta có thể trồng nho. Trải qua nhiều thăng trầm, có lúc diện tích trồng nho chỉ còn hơn 600 hecta. Đến nay diện tích trồng nho trong toàn tỉnh là trên 1.200 hecta, trong đó 85% nho đỏ, 10% nho xanh, 5% là các giống nho rượu. Ninh Thuận định hướng phát triển diện tích trồng nho lên khoảng 2.000 hecta vào năm 2025 và 3.000 hecta vào năm 2030. Thông tin cuối của bản tin tối nay, đến với mô hình liên thế hệ giúp nhau cùng phát triển kinh tế ở huyện Lâm Hà. Đoàn kết lại đoàn kết, thành công đại thành công. Giang dây non nước biên giới, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một mô hình dựa vào cộng đồng để nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Với ý nghĩa đó, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện Lâm Hà luôn thu hút sự tham gia của những người cao tuổi tại địa phương với mục đích giúp đỡ người già neo đơn khi ốm đau hoạn nạn, hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Thông qua những mô hình này đã phát huy vai trò của người cao tuổi trong xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong căn nhà đơn sơ ở xã Liên Hà, huyện Lâm Hà này, hôm nay chỉ còn lại bà Đắc Thị Vân. Hai ngày trước, vợ chồng con trai bà đã đưa cháu trai đi mổ bệnh tim tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Vân tuổi cao sức yếu, con dâu và cháu đều bị bệnh tim. Gánh nặng nghèo khó đè nặng trên vai người con trai. Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của gia đình bà, từ năm 2017, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của hội người cao tuổi xã Liên Hà, huyện Lâm Hà đã vận động hội viên giúp đỡ gia đình bà đưa cháu đi chữa trị và ổn định kinh tế gia đình. Các anh các chị ở trong cái khu
của thôn tôi là rất quan tâm đến cháu mà cũng giúp đỡ cháu đến nơi đến chốn, mà cũng cứ động viên cháu rồi thì thăm hỏi cháu, thì đợt này thì cũng thăm hỏi cháu mà cũng giúp đỡ cho quà cáp cho các cháu. Tôi thấy là nó rất là ý nghĩa, về tại vì là nếu khi mà một người giúp ở một người thì có cái mức giúp đỡ nó không được là bao nhiêu, nhưng cả một cái tập thể như vậy thì tôi thấy là nó giúp đỡ nó rất được nhiều, và nó bao quát một cái tình, có một cái tình người ở trong đó rất là mạnh, là lớn. Thế cho nên là tôi thấy là cái câu lạc bộ Niên Thế Hệ này nó nhiều thế hệ, thì cho nên là nó còn nhiều hoàn cảnh nữa, thì tôi thấy là cái câu lạc bộ này nó rất là đặc biệt đấy, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đấy. Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về vốn, hướng dẫn cách làm ăn, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi là những hoạt động thiết thực của các câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau huyện Lâm Hà đang thực hiện. Cũng mới thành lập vào năm 2017, nhưng câu lạc bộ Liên Thế Hệ Giúp Nhau của Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Nam Ban đã là chỗ dựa vững chắc của ba hội viên người cao tuổi khó khăn. Với số tiền 15 triệu, mỗi hội viên người cao tuổi thuộc diện nghèo và cận nghèo tại thị trấn Nam Ban có thể dùng để buôn bán nhỏ, chi trả cho sinh hoạt hàng ngày hoặc giải quyết tiền thuốc men bệnh tật những lúc ốm đau. Vượt qua khó khăn này là đều nhờ là các cấp chính quyền là của khu phố và câu lạc bộ Niên Thế Hệ và các cấp chính quyền của thị trấn Nam Ban đã coi như là giúp đỡ gia đình tôi, là đến bây giờ kinh tế gia đình nhà tôi thì coi như là gọi là tạm ổn định. Thế cũng nhờ là, và nếu khi mà có lúc mà ốm đau, gia đình mà ốm đau gặp khó khăn thì các cấp chính quyền khu phố và các cấp đoàn thể của khu phố và thị trấn Nam Ban là cũng đến thăm hỏi và động viên. Ngoài cái việc mà tạo quỹ vốn cho các hội viên thì chúng tôi, cái ban chủ nhiệm cũng như là tất cả các thành viên thì thường xuyên thăm hỏi nhau. Chúng tôi có những cái quy định cụ thể, ví dụ như là có cái quy định trong cái quy chế hoạt động mà anh em mà ốm đau bình thường hoặc gia đình khó khăn thì anh em cũng tổ chức đến thăm hỏi động viên. Đấy, thậm chí là chúng tôi đến những gia đình mà kinh tế khó khăn và việc làm kinh tế có vấn đề gì mà nó chưa được hiệu quả thì chúng tôi giúp đỡ nhau về cái phát triển kinh tế, theo cái chất là một là chúng tôi truyền đạt về các cái kiến thức khoa học cũng như là các cái cây trồng vật nuôi để làm sao tạo kiện để tăng năng suất tốt nhất. Việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo, khó khăn tại cộng đồng là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng, Nhà nước. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đó cũng như góp phần thực hiện chỉ tiêu trong chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng. Từ đó nâng cao nhận thức cho thành viên trong xã hội trong việc đoàn kết giữa các thế hệ giúp nhau chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới. Thì đối với lại các cái thành viên của mặt trận ấy thì đều thực hiện cái đề án xây dựng đô thị văn minh, mà đối thị trấn Nam Ban thì năm 2019 này sẽ là đạt cái chuẩn văn minh đô thị. Thì mặt trận cũng đã phát động cái phong trào xây dựng khu dân cư tiêu biểu và khu dân cư kiểu mẫu, thì trong đó là hội người cao tuổi là cũng là một trong những cái chi hội làm nòng cốt để xây dựng cái mô hình này. Toàn huyện Lâm Hà có trên 10.600 người cao tuổi, trong đó tỷ lệ hội viên hội người cao tuổi được tập hợp trong các tổ chức hội đạt gần 90%. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ích cho gia đình và xã hội, người cao tuổi huyện Lâm Hà luôn là những tấm gương sáng về đạo đức lối sống và đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ gìn các giá trị truyền thống của Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.